Sắc Bình chính thức lên tiếng xác nhận hẹn hò với Phương Oanh. Chiều ngày 26 tháng 8, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh diễn viên Phương Oanh có hành động thân mật với một nam doanh nhân tại sân bay. Ngay lập tức, dân mạng đã nhận ra người tình của Phương Oanh chính là Sắc Bình. Trước nhiều thông tin trái chiều về mối quan hệ giữa Sắc Bình và Phương Oanh, một số người còn cho rằng nữ diễn viên là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Sắc Bình với vợ cũ. Không lâu sau khi ồn ào nổ ra, phía đại diện truyền thông của Sắc Bình đã lên tiếng cho biết nam doanh nhân và vợ cũ đã ly hôn khoảng 2 đến 3 năm trước. Hiện tại, Sắc Bình đang độc thân. Chia sẻ với báo chí, Sắc Bình cũng xác nhận điều đó, đồng thời khẳng định anh đang hẹn hò với Phương Oanh. Từ trước đến nay tôi luôn duy trì thói quen kín tiếng về các thông tin đời tư, vì ai cũng có cuộc sống, hoàn cảnh và cá tính riêng. Nên đây cũng là lần hiếm hoi tôi chia sẻ có giới hạn về đời tư của mình. Tôi đã có cuộc sống độc thân từ hơn 2 năm nay. Trong vài tháng gần đây tôi quen biết, tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm với Phương Oanh, Sắc Bình trả lời nam doanh nhân cũng có động thái bảo vệ bạn gái khi khẳng định Phương Oanh không phải người thứ ba. Sắc Bình bày tỏ, chúng tôi đã xuất hiện cùng nhau tại nhiều nơi và không có ý định giữ bí mật về mối quan hệ này, chỉ là không chia sẻ công khai vì không muốn ồn ào. Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm là chuyện bình thường trong xã hội. Chúng tôi quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài, nên chắc chắn không có câu chuyện người thứ ba ở đây. Sắc Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka, Nhật Bản. Anh hiện là chủ tịch tập đoàn Nextech. Sắc Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank thương vụ bạc tỷ với vai trò đầu tư. Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh Búp Bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Ngược Chiều Nước Mắt, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Cô Gái Nhà Người Ta, Lựa Chọn Số Phận và gần đây nhất là Hương Vị Tình Thân.